Giải pháp thiết kế nhà cho cặp vợ chồng trẻ muốn xây nhà với ngân sách 500 triệu. Ngôi nhà với mặt tiền 3 mét, diện tích nhỏ hẹp, sẽ dễ tạo cảm giác chật chội trong quá trình sinh hoạt. Vì vậy, trong giải pháp thiết kế đối với trường hợp này, sẽ ưu tiên tạo ra chiều sâu cho ngôi nhà, kết hợp những chi tiết lấy ánh sáng, không khí tự nhiên để tạo sự thông thoáng, làm giảm đi sự bí bách của cả không gian bên trong. Khi bước vào ngôi nhà, phòng khách được thiết kế với phong cách hiện đại, sang trọng, kệ tivi gắn tường gọn gàng. Tiếp theo là cầu thang, thiết kế sang trọng không khác biệt gì các biệt thự xa hoa, khoảng thông tầng lớn ngay cầu thang, giúp đối lưu không khí và tạo không gian thoáng đãng cho gia đình. Chưa hết đâu, diện tích ngôi nhà tuy không lớn, nhưng vẫn đầy đủ không gian xanh mát. Thay vì dùng giếng trời truyền thống chỉ có ánh sáng, thì thiết kế này của Xuân Hiến Kiến Trúc gần như giúp căn nhà ôm trọn cả mẹ thiên nhiên vào lòng. Cuối cùng là không gian nhà bếp. Nhà bếp tuy nhỏ mà vẫn đầy đủ tiện nghi cho gia chủ. Bàn ăn được bố trí giữa không gian nhà bếp, đáp ứng tốt cho gia đình 4 người. Mời bạn cùng chiêm ngưỡng vẻ đẹp của ngôi nhà. Để thiết kế được ngôi nhà này, các kiến trúc sư của kiến trúc Xuân Hiến đã tính toán rất kỹ về công năng, lấy sáng và sự thông thoáng cho không gian, đảm bảo sự hài lòng cho khách hàng. Với sự đào tạo chuyên nghiệp, đội ngũ kiến trúc sư của kiến trúc Xuân Hiến đã giải quyết đẹp cái khó của không gian. Với Xuân Hiến, không gì là không thể.